Lần đầu tham dự ở sân chơi SEA Games, Đặng Tiểu Bình, thành viên đội tuyển Wushu Việt Nam đã thi đấu tự tin và gặt hái được những thành công nhất định. Em tên là Đặng Tiểu Bình ạ. Em sinh năm 2000, năm nay em 22 tuổi ạ. Em thi đấu cho bộ môn Wushu Talu bên biểu diễn và hai nội dung em thi đấu trong kỳ SEA Games 31 lần này là kiếm thuật và thương thuật nữ ạ. Bố mẹ ly hôn, một người mẹ quan tâm chăm sóc Bình từ lúc bé. Chính mẹ là người đã quyết định cho con gái đi tập môn Wushu, để rồi nó trở thành niềm đam mê của Bình từ lúc nào không hay. Em thì là em sinh đầu tháng, cho nên là lúc nhỏ mình cũng rất là gầy nhỏ và hay bị ốm thường xuyên, một tuần ốm một lần, một tuần ốm hai lần là chuyện bình thường. Mẹ em luôn muốn rằng là cái sức đề kháng của em có thể tăng cao và hỗ trợ là cho em ăn uống đầy đủ chất nhưng mà không ăn chua ấy ạ. Và đợt đấy thì thấy em cũng hay xem mấy cái phim kiếm hiệp ấy. Và em rất thích được tập võ để mà bảo vệ các bạn nữ. Thế là mẹ em đã quyết định rằng cho em đi tập thử khu tập để cho khỏe thôi, tập phong trào thôi. Thế nào thì thầy cô lại thấy rằng là có năng khiếu, có tố chất, thấy bật cũng cao. Nên là thầy cô nhặt theo chuyên nghiệp và em cũng có đam mê. Cho nên em theo từ lúc đấy đến bây giờ luôn ạ. Trong kỳ SEA Games 34 được tổ chức ngay tại sân nhà, Đặng Tiểu Bình là một trong những vận động viên đã mang về cho đội tuyển Wushu Việt Nam 2 huy chương đồng. Thì em không nghĩ SEA Games này là bước đệm gì cho tương lai của em đâu, mà em chỉ nghĩ rằng ngày hôm nay tất cả mọi thứ từ bài thi của em cho đến mọi người cổ vũ xung quanh, cho đến thầy của em huấn luyện em đã dạy dỗ em, tất cả mọi thứ khiến em có một cái niềm tin và có một cái niềm đam mê còn nhiều hơn trước đấy nữa rất nhiều, và em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để có thể đạt được những thành tích mang về cho nước nhà. Đồng đội của Tiểu Bình trong đội tuyển Wushu Việt Nam là Ngô Thị Phương Nga. Dù mới 21 tuổi nhưng đã tập luyện môn Wushu thời gian dài và thi đấu ở nội dung đối kháng. Tính của em ấy thì em chỉ hợp với môn đối kháng thôi, bởi vì tính của em giống bố mẹ em, rất là máu chiến nên là em phải theo cái môn này, bởi vì em hợp cái môn này. Em những lúc mà em kiểu mệt mỏi là bố mẹ em cũng đã động viên em rất là nhiều. Trong kiểu những lúc mà kiểu chân tay kiểu bị đau các thứ là cũng động viên, nhiều lúc bọn con phải cố gắng, nhiều bố em phải cố gắng các thứ, là phải bảo là khổ luyện sẽ thành tài. Lúc nào em cũng nhớ cái câu đấy của bố em. Trong trận thi đấu đối kháng tại SEA Games 31, Phương Nga đã xuất sắc giành chiến thắng trước đối thủ người Indo để mang về tấm huy chương vàng cho đoàn thể thao Việt Nam. Trước lúc mà em chuẩn bị lên đấu thì em thấy rất là tâm lý. Nhưng mà sau khi lên đài thì em thấy mọi người ở trên cổ vũ mình kiểu rất là nhiệt tình ấy. Thế mình nghĩ trong đầu là mình càng phải cố gắng lên, bởi vì không bỏ công là mọi người cổ vũ cho mình. Trong môn Wushu ở kỳ SEA Games năm nay, những gương mặt tên tuổi như Dương Thúy Vi, Hoàng Thị Phương Giang, Phạm Quốc Khánh đều thể hiện được phong độ và mang về các huy chương vàng. Tiếp nối thế hệ vàng này, những gương mặt trẻ trong đội tuyển Wushu như Đặng Tiểu Bình, Phương Nga cũng đang từng bước thể hiện mình trong màu áo đội tuyển Wushu Việt Nam. Hiện tại thì Wushu đã xây dựng được một cái lứa trẻ khá là hùng mạnh và cũng đã bắt đầu tiếp sát được các đàn anh. Thì cái mục tiêu năm sau của mình cũng là sẽ có thể hết năm nay, thì đâu hết năm nay mình sẽ giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện. Mình có thể trực tiếp sau rồi chỉ bảo và phát triển các em tốt hơn nữa, sớm hơn nữa đạt đến thành công. Môn Wushu tại SEA Games 31 được xem là một trong những mỏ vàng của đoàn thể thao Việt Nam. Kết thúc các nội dung thi đấu, đội tuyển Wushu Việt Nam giành tổng số 20 huy chương, trong đó có 10 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 7 huy chương đồng. Việt Nam là đội tuyển thi đấu thành công nhất khi giành 10 trên tổng số 21 huy chương vàng các nội dung thi đấu tại kỳ SEA Games này.